Vinhomes trân trọng giới thiệu thành phố đảo Hoàng Sa, sang trọng đẳng cấp bậc nhất khu vực. Vinhomes Royal Island, nơi mang lại cuộc sống chất lượng đỉnh cao hàng đầu khu vực và thế giới. Vinhomes Royal Island là hòn đảo hiếm hoi tại Việt Nam, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố sôi động, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cảnh quan sinh thái khoáng đạt, bao trọn bởi ba dòng sông lớn. Nơi đây sẵn sàng trở thành điểm định vị mới của giới danh gia trong nước và quốc tế. Chỉ 5 phút qua cầu Vũ Yên, kết nối ngay đến thành phố tương lai Thủy Nguyên, trung tâm mới của Hải Phòng. Gần 10 phút qua cầu Hoàng Gia, kết nối thẳng đến trung tâm phố cảng náo nhiệt. Chỉ 40 phút để đến vịnh di sản Hạ Long, 60 phút để đến thủ đô Hà Nội và 2 đến 4 giờ bay để đến các thủ phủ của châu Á. Vinhomes Royal Island là thành phố đảo Hoàng Gia lần đầu tiên có tại Việt Nam, sở hữu đầy đủ các tiện ích sang trọng, đẳng cấp quốc tế, nơi cư dân tinh hoa được thoải mái tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng xa xỉ mỗi ngày, sáng cưỡi ngựa rong chơi, chiều rong thuyền ngao du biển lớn, tối đánh golf trước thềm nhà. Món quà cho các chủ nhân là những biệt thự với bãi tắm nước biển riêng sang trọng, riêng tư ngay sau nhà, để chủ nhân danh giá có thể tận hưởng biển xanh, cát trắng, nắng vàng ngay nơi mình sống suốt 365 ngày. Không còn là ước mơ xa vời, ngay trước cửa sổ, sát bên thềm nhà là biển của riêng ta. Cũng lần đầu tiên, các cư dân có thể chơi golf bất cứ khi nào với kiệt tác Viper Golf Hải Phòng, rộng tới 160 hectare, đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á ngay trước thềm nhà. Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Viper Golf Hải Phòng là đảo golf trong lòng phố cảng, với 36 hố gôn được chia thành hai sân, mang phong cách hoàn toàn riêng biệt. Sân địa hình đầm lầy tự nhiên thách thức và sân hồ với cảnh quan tuyệt đẹp, đặc biệt, sân chơi được ban đêm với hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố. Sau những cú swing hết mình, chủ nhân có thể thư giãn tại Clubhouse với khu sông hơi thư giãn cùng nhà hàng sang trọng, hoặc kết giao làm việc tại phòng hội họp VIP. Cũng tại Vinhomes Royal Island, lần đầu tiên cư dân sẽ được trải nghiệm môn cưỡi ngựa quý tộc đẳng cấp thế giới tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia đầu tiên tại Việt Nam, Horse Academy, sở hữu 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp với nhiều giống ngựa quý hiếm và đắt đỏ. Tại đây còn có bệnh viện thú y cao cấp và các khu chăm sóc sức khỏe ngựa như khu máy tập cho ngựa, khu đóng móng. Quần thể còn bao gồm nhà đón tiếp trung tâm phong cách Hoàng gia Anh Quốc, đường đua ngựa giải trí kỳ thú và khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng thử thách và đặc sắc, khu luyện tập cho mọi cấp độ từ người chuyên nghiệp, bán chuyên đến những kỵ sĩ mới bắt đầu, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 hectare cùng đồi cỏ khán đài trên cao, nơi khán giả có thể theo dõi các đường đua và ngắm nhìn những phần biểu diễn ngựa đẹp mắt. Vinhomes Royal Island mang tới cơ hội khám phá, trải nghiệm phố đi bộ, văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam Riverwalk. Phố đi bộ sở hữu các công viên artwork chủ đề đặc sắc, tuyến phố tình yêu, tuyến phố công viên trẻ em và gia đình, tuyến phố Hải Phòng và biển. Các tín đồ ẩm thực sẽ ngỡ ngàng với các phố chợ ẩm thực đặc sắc có 102, với chợ đêm Hàn Quốc, Thái Lan, chợ đêm hải sản Ba Miền, phố chợ thiên đường ăn vặt Hải Phòng. Hơn thế nữa, phố đi bộ được vây quanh bởi quần thể hơn 2.000 căn shop đa dạng, hấp dẫn, tạo ra một điểm hẹn mới cho mọi cuộc vui. Tại thành phố đảo Hoàng Sa, cư dân và du khách còn có thể hòa mình trong thế giới niềm vui bất tận của công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park. Điểm nhấn của công viên là safari thú độc đáo hấp dẫn, nơi có những người bạn động vật từ thế giới muôn màu. Đặc biệt, cư dân nhí còn có khu Kizu để tương tác cùng thú lành và khám phá thế giới quanh mình. Bên cạnh đó, các gia đình và em nhỏ có thể tìm đến vườn cổ tích, công viên vui chơi với hàng loạt các trò chơi hấp dẫn để gắn kết và giải trí. Đặc biệt, giới danh gia tại Vinhomes Royal Island còn được đặc quyền trải nghiệm đẳng cấp sống thượng lưu với bến du thuyền siêu sang quy mô gần 10 hectare. Đây là nơi neo đậu của hơn 300 du thuyền được quy hoạch đồng bộ với khu sửa chữa tàu rộng tới 3.800 m2 và nhà đón tiếp sang trọng.
nơi khởi đầu và cũng là nơi trở về sau những hành trình thượng ngoạn, khám phá thú vị trên sông nước. Bên cạnh những tiện ích thượng lưu lần đầu tiên hội tụ đầy đủ trong một khu đô thị sống, thành phố đảo Hoàng gia Vinhomes Royal Island còn sở hữu hệ thống hạ tầng tiện ích đầy đủ, toàn diện, đẳng cấp cao, là đặc quyền đáp ứng hơn cả những gì giới danh gia mong đợi. Đặc quyền chăm sóc sức khỏe. Vinhomes Royal Island sở hữu riêng phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, bác sĩ tận tâm chuyên môn hàng đầu, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao với khoa vật lý trị liệu đông y Vinmec Sao Phương Đông, làm đẹp thẩm mỹ, phòng khám nhi, tai mũi họng, sở cấp cứu. Đặc biệt, lần đầu tiên dịch vụ đặc quyền y tế tận nhà được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai với hai nhánh dịch vụ là khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Cư dân chỉ cần gọi hotline riêng là có thể mời được bác sĩ hoặc điều dưỡng Vinmec đến khám bệnh, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Các nhóm dịch vụ chăm sóc tại chỗ bao gồm những dịch vụ thiết yếu với gia đình như dịch vụ mẹ sau sinh và bé, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc hậu phẫu. Đặc quyền giáo dục chất lượng cao. Vinhomes Royal Island là nơi ươm mầm tài năng con trẻ với hệ thống 7 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và liên cấp Vinschool. Hệ thống trường Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giám định toàn diện của Hội đồng các trường quốc tế CIS, hướng đến một ngôi trường Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế. Cùng với đó là trường quốc tế Hàn Quốc đầu tiên tại Hải Phòng, với chương trình và môi trường học chất lượng cao được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận, không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn cho phép học sinh được chuyển tiếp lộ trình học tập Hàn Việt. Đặc quyền mua sắm. Vinhomes Royal Island cũng mở ra một thiên đường mua sắm đẳng cấp, bất tận với trung tâm thương mại Vincom Megamall, mô hình Light Design Mall. Không chỉ là một trung tâm mua sắm đẳng cấp, kiến trúc hiện đại, nơi hội tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng thế giới, và là điểm hẹn vui chơi giải trí, mua sắm, trải nghiệm thời thượng bậc nhất để mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy niềm vui. Đặc quyền giải trí. Niềm vui sẽ được nối dài với hai công viên văn hóa quốc tế đặc sắc ven sông, lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Công viên văn hóa Hàn Quốc K-Park sẽ là điểm đến yêu thích của hàng triệu cư dân và du khách, đặc biệt là cộng đồng yêu làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Nơi đây sở hữu công viên đèn lồng nghệ nhân Hàn Quốc, chiếu sáng lung linh, đặc sắc, cổng chào, chòi cảnh quan, quảng trường và các khu vườn Hàn Quốc đầy màu sắc. Cùng với đó là quảng trường châu Âu đẹp tráng lệ với tháp mặt trời cao 45m và sân khấu nhạc nước hoành tráng hàng đầu khu vực, sử dụng công nghệ trình chiếu nhạc nước và màn ảnh nước 3D mới nhất, độc đáo chưa từng có. Đặc quyền sinh thái. 31 công viên xanh rộng lớn với tổng diện tích lên đến gần 18 hectare với 6 công viên chuyên đề đặc sắc được phân bổ đều toàn dự án như công viên Sakura, công viên Ikirai, công viên Gen Park, mang đến hàng ngàn trải nghiệm vui chơi, tận hưởng bốn mùa cho cư dân và khách hàng. Đặc quyền thể thao. 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích mặt nước hàng chục nghìn mét vuông, cùng tổ hợp sân thể thao đa dạng được phân bổ khắp dự án, sẽ mang tới cuộc sống thể thao dưỡng sinh tràn đầy năng lượng. Đặc quyền dịch vụ 5 sao. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace sang xịn bậc nhất Việt Nam với sức chứa lên tới 3.000 người trong nhà và 2.000 người ngoài trời. Ba khối nhà biểu tượng của trung tâm hội nghị tiệc cưới là King, Prince, Princess, mang màu sắc sang trọng, quyền quý, sẽ là nơi diễn ra những đám cưới đình đám, những bữa tiệc siêu sang hay những sự kiện đẳng cấp. Môi trường sống đẳng cấp tại Vinhomes Royal Island sẽ càng thêm lý tưởng với an ninh an toàn vượt trội và dịch vụ quản lý 5 sao đẳng cấp quốc tế đã được bảo chứng mang thương hiệu Vinhomes. Đó là hệ thống an ninh tăng cường, đảm bảo an ninh cho cư dân 24/7 và đặc biệt là tàu tuần tra trên sông đảm bảo an toàn cho thành phố đảo Hoàng Gia. Cư dân còn được tận hưởng môi trường, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được duy trì, chăm sóc chỉn chu, sạch sẽ,
Cùng với đó là bộ máy chăm sóc khách hàng và hệ thống hotline tổng đài hỗ trợ 24/7 app cư dân Vinhomes Residence, sẵn sàng hỗ trợ cư dân trong mọi tình huống. Phát triển cộng đồng, kết nối lan tỏa. Đặc biệt, cư dân Vinhomes Royal Island còn được chăm sóc bởi hai câu lạc bộ sống khỏe và sống xanh văn minh đẳng cấp, với phần lớn kinh phí hoạt động do chủ đầu tư hỗ trợ. Là thành viên hai câu lạc bộ, cư dân sẽ được tham gia các phong trào, giải thi đấu, mang lại cộng đồng thân thiện, gắn bó đoàn kết, sống xanh, vui, khỏe, văn minh như giải golf Vinhomes, cầu lông, tennis, dưỡng sinh, giải thi đấu cưỡi ngựa. Vinhomes Royal Island còn là điểm đến hàng đầu của các sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô bậc nhất miền Bắc nói chung và Hải Phòng nói riêng. Đồng thời, Vinhomes Royal Island còn là nơi cộng đồng cư dân văn minh chọn an cư và lập nghiệp, tạo nên văn hóa sống văn minh hiện đại, đặc biệt phù hợp với cả cộng đồng quốc tế đang sống và làm việc ở Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung. Với quy mô lên tới 877 hectare, Vinhomes Royal Island bao gồm 11 phân khu, mỗi phân khu mang một phong vị sống thượng lưu đầy khác biệt. Đặc biệt, đa số các tư gia đều sở hữu biển riêng để chủ nhân thỏa sức tận hưởng đặc quyền. Phân khu đảo vua, phân khu hoàng gia, phân khu quý tộc, phân khu Golfland, phân khu đảo thiên đường, phân khu Miyabi, phân khu Komorebi, phân khu Hoàng Thành, phân khu Tài Lộc, phân khu Kinh Đô, phân khu Royal Riverside. Tất cả hội tụ tại thành phố đảo Hoàng Gia, điểm đến tiếp theo trên bản đồ đảo tỷ phú của thế giới, đặc khu mới của giới tinh hoa. Chào đón bạn đến với thành phố đảo Hoàng Gia, sang trọng đẳng cấp bậc nhất khu vực, Vinhomes Royal Island.